Motorola TV xin chào các bạn. Video clip ngày hôm nay là mình có nhận một chiếc xe NVX của một bạn fan về để mình gắn nồi. Thì tại sao lại bữa nay lại mình lại nhận cái ca dịch vụ này? Vì lý do là có rất là nhiều comment, có rất là nhiều tin nhắn gửi cho kênh YouTube của mình á, gửi Facebook, gửi fanpage hỏi mình là có làm nồi cho Yamaha không. Mình trả lời rất là nhiều rồi. Mình nói là có, nhưng mà là mình nhận gia công chứ mình không có sản xuất sẵn. Tại vì cái số lượng xe Yamaha nó rất là ít. Với ngoài ra là vậy nè các bạn, Yamaha nó có cái khó của nó là mỗi một xe là nó xài cái loại cụm bố chuông riêng và cặp đế nhôm riêng, cho nên không có xe nào nó giống xe nào đó. Sản lượng của nó không có nhiều cho nên là mình không có sản xuất hàng loạt, và mình chỉ nhận gia công, có nghĩa là bạn đặt hàng xong rồi mình gia công mình gửi cho bạn. Còn trên Honda thì cơ bản nó chỉ có 2-3 loại nồi thôi, thì cái đó mình sản xuất hàng loạt được. Còn dạo gần đây á, có nhiều bạn nói là mình không có làm nồi, nó không phải mình không đăng, không phải là không làm, mà là cái sản lượng nó đã ổn định rồi, mình không có cần PA giống như kiểu đơn hàng anh em ship rồi anh em thợ cũng quen á, cho nên là mọi chuyện nó vào quỹ đạo rồi, thì cái việc PA nó cũng lúc này nó cũng chưa có cần thiết. Về marketing thì khi nào mà sản lượng thấp hoặc là người ta không biết thì mình mới la lên cho người ta biết. Còn bây giờ anh em đã ủng hộ rồi, năng lực sản xuất của công ty rồi, năng lực của bạn bán hàng đóng hàng nó đã như vậy rồi, và bây giờ nếu sau này mình mở rộng quy mô thì dĩ nhiên là mình phải truyền thông PA. Còn bây giờ là mọi thứ các bạn đã ủng hộ mình rất là tốt rồi, cho nên là mình không có làm PA marketing nữa. Thì với cái xe này mình sẽ cho các bạn thấy, và mình sẽ trong cái video clip này mình sẽ chia sẻ những cái kiến thức về nồi. Có thể là các bạn đã làm nhiều nhưng các bạn sẽ bị sơ ý, thì mình đóng góp cái ý kiến của mình để mà anh em mình cùng phát triển tay nghề. Rồi, cái thứ nhất là đây là chiếc NVX. Thì chiếc NVX á, thì mình nói luôn, cái đời này sử dụng cái chuông y như chuông AB110-125, các bạn thấy không? Rồi, đây là chuông NVX nè, xiết vô bằng mặt nè, các bạn thấy không? Bằng mặt răng nè. Và đây là cái chuông nồi bên mình nè, và cái chuông này là cái mã mình làm cho AB nè. Đó, AB nè, mình gắn cho nè các bạn. Cái phần răng giữa là nó không vừa đó, cho nên là nhìn cái bề ngoài á, mình thấy nó giống, đúng không các bạn? Nhưng mà mình bỏ cái Rony này vô nè là nó không vô. Nhưng mà có những đời mình bỏ cái này vô là nó vẫn vô nha các bạn. Đó đó là một cái lạ của cái nồi NVX. Và ngoài ra cái chân này nè, cái chân giữa này nè của cái xe này, nếu mà mình đo từ trên mặt phẳng mà mình chống ở đây, với lại cái chân giữa này nè, cái này là cái mẫu mình để ở ngoài các bạn để mình đo mình thử á các bạn. Đó, cái này là mới tinh nha, nhưng mà do mình để ở ngoài mình đụng tay nó ẩm á, nó xét cái này nè. Thì cái chân này các bạn thấy không? Cái chân này bạn nhìn trực quan không? Nó dài hơn chân này nè các bạn thấy không? Bởi vậy nhìn thì thấy có vẻ nó giống, nhưng mà chắc chắn nó không giống các bạn. Yamaha nó rất là đặc biệt. Mỗi một cái đời xe nó là một con số. Rồi, ở đây cái nồi này nó sẽ sai cái gì? Nồi này là bạn này mới làm nồi. À, em vô em lấy cái cân nhìn thầy trong bàn không? Đây là bộ nồi của mình. Mình đang gắn mẫu thử vô xe. Một xíu nữa mình nói. À, bỏ qua đây. Không phải gắn xe này đâu. Cái nồi này ngày mai mình làm xong mình sẽ cho các bạn xem. Đây. Chuông bố này mới làm. Bố này mới dán. Bố dán. À, bố này mới dán, các bạn thấy không, mới dán, chuông mới làm nè, chạy sọc nè, chuông này mới làm rồi. À, thì mình cũng không biết ai làm, bạn này mới đi làm, nhưng mà mình thấy rất là lạ nè. Về kiến thức làm nồi, mình không hiểu là tại sao cái viên bi này là viên bi zin mà họ lại đóng vô đây ba cái lỗ nhôm. Đây mình sẽ cho các bạn xem này, nè viên bi zin bạn đóng vô ba cái lỗ nhôm. Thành ra viên bi nặng là 24.5 gram, 24.5 gram một viên, thấy không, 24.5 gram đóng ba viên bi nặng gì luôn đó, và đóng rất là nặng. Sau đó tắt cái này đi, bạn bẻ đổ này, bạn bẻ đổ cánh quạt, các bạn nhìn dấu này thấy không, nhìn dấu này các bạn thấy không, nhìn dấu các bạn thấy không, đó cái dấu rõ ràng ha. Thì khi mà viên bi nồi á, nó lăn trong này nè các bạn, nó càng nhẹ thì cái động cơ sẽ tốn rất là ít lực để nó thay đổi tỷ số truyền. Cái này là bạn nó móc rãnh rồi nè, tăng đường chạy rồi nè, tăng đường chạy rồi nè. Nhưng mà với trọng lượng của viên bi này các bạn, rất là nặng như vậy nè, nó sẽ không thể nào nó lăn được lên tới đỉnh này. Lực máy không kéo được ép viên bi lăn lên tới đỉnh, vì nó quá nặng. Nó nặng làm sao lực máy mà đẩy nó lên được con dốc này các bạn, không có được. Người ta móc rãnh bi là để tạo thêm đường chạy, có nghĩa là ví dụ xe các bạn 5 số mà móc rãnh bi thì nó ép lên được chạy 6 số. Nhưng do cái khoảng chiều ngang á, khoảng chiều ngang của hai cái đế nhôm này nè, là nếu như các bạn mà để zin á
thì lên tới trên này nó quá rộng thì nó sẽ không ôm cái cạnh dây cura, tại vì cái khoảng này quá lớn, thì người ta mới hạ cái độ nghiêng, và mục đích là cho hai cái phần này nó sát vô nhau và dây cura nó chạy lên được tới trên này, có nghĩa là tăng từ số 5 lên số 6, và đồng thời cái lực máy của mình viên bi này nó phải nhẹ hơn nó mới lên được tới đỉnh trên này. Còn đằng này làm viên bi này đóng vô cho nó nặng thêm, sau đó là gì nữa, viên bi nặng đã lăn không nổi, bạn còn lấy cái lò xo trụ đằng sau là một cái lò xo độ nặng vô. Thì như vậy các bạn hình dung nha, cái lực máy của mình lăn viên bi không nổi là viên bi này nó trùng, nó nằm ở trong đáy này hoài, đúng không? Cái lò xo này nặng có nghĩa là nó không cho cái bu ly này, nó không cho cái bu ly này trượt ra để thay đổi tỷ số truyền, bạn đồng ý không? Vậy thì có phải là chiếc xe này nó chạy số 1 hoài không? Xe này đang chạy có số 1, số 2 hoài luôn á, nó chạy số 1, số 2 không, nó đề ba rất là mạnh, nó la xong cái nó đứng luôn. Thì bạn đã là bạn đi vô đường nước gặp cái xe lá la không dặn nó không đi được luôn. Thì đúng rồi, nó chạy ở đây không nè, nó chạy số 1, số 2. Thì bên mình á, thường thường Yamaha mình làm như vậy nè, cái cụm nồi trước của mình á, lúc nào các bạn tháo ra cái nồi Yamaha zin á là nó cũng chạy hết 100% đường chạy hết. Yamaha nó luôn luôn làm cái xe chạy gần như là 100%, nó 100 nó không đúng, nó khoảng 90 mấy% đường chạy. Cho nên cái đế nhôm nồi trước Yamaha nó hiệu quả rồi các bạn, cái đường chạy rảnh bi nó cũng hiệu quả rồi. Có nhiều người người ta độ xe, người ta mua cái đế nhôm Yamaha zin bi zin về người ta độ xe luôn á các bạn, là bản thân là cái cụm nồi trước của Yamaha nó đã đạt rồi. Thì cái việc trên Yamaha chúng ta làm là gì? Chúng ta xử lý cái bố với cái chuồng, xử lý cái bố cái chuồng, tại vì cái bố chuồng của hãng Yamaha sau này cũng là FCC gia công, thì cái thịt bố của nó rất là mềm và chuông láng, nó sẽ cái lực máy này là cái lực moment sắn của cái thằng Yamaha lúc nào nó cũng lớn. Đề ba Yamaha các bạn phải công nhận với mình không, là đề ba Yamaha là nó rất là mạnh. Thì thành ra khi mà cái lực máy nó mạnh, cái tọt nó lớn, moment sắn nó lớn, nó dặn một cái mà cái bố, cái chất liệu nó bám không tốt thì nó sẽ bị trượt bố, lúc đó nó sẽ bị la cái xe đó. Thành ra là mình chỉ cần xử lý riêng Yamaha là chúng ta liên quan tới cụm bố chuông. Còn cái nồi bên mình Yamaha là mình đặt mua cho bạn nguyên một cái bộ mới, bao gồm đế nhôm nè, cánh quạt nè, cũng không cần hạ trọng lượng, bi nè, cao su trượt nè, đó, một bộ này mình mua chính hãng cho bạn, và cái áp mình mua full combo mình giao cho các bạn. Sau đó mình làm cho các bạn là mình làm một cụm bố sau, bạn cung cấp đời xe thì mình sẽ làm đúng cụm bố sau cho bạn là đúng đời xe, và bạn chỉ việc bạn gắn vô là xong. Thì bây giờ mình chia sẻ cái này là trên NVX, và mình cũng có một số cái nho nhỏ trên cái nồi Vespa nó cũng tương đồng những xe khác, mình cũng chia sẻ cho các bạn luôn. Hôm nay có dịp làm cái nồi Vespa, mình chia sẻ một chút kinh nghiệm cho mấy anh em, tại vì có mấy anh em là không để ý ha. Thì một số xe Vespa bị độ mình gặp rất là nhiều rồi, bữa nay mình gặp nữa mình mới chia sẻ cho các anh em nè, là khi mà mình tháo ra mình không lấy được cái mâm nhông này nè, cái mâm mặt mâm ngoài nè. À, tại vì ở đây nè các bạn, là họ bắn lúng luôn cái đầu Rennie nè, các bạn thấy không, dấu lúng nè. Là nếu mà làm nồi ở ngoài mà không chiên á, là anh em mình sẽ bị cái trường hợp này rất là nhiều đó. Có nghĩa là do một phần là xe làm quá nhiều lần ở những tiệm khác nhau, thì khi đó đó cái phần ắc này nè các bạn, là đã bị người ta ăn gian, người ta cắt cái phần ắc này. Thì thành ra có một cái chia sẻ về các anh em phải thật sự là rất là lưu ý, là nếu như mà khi mà mình ráp một cái bộ nồi Vespa, khi mình tháo ra mà mình thấy nó dập rồi thì mình cần phải để ý cái điểm này. Khi chúng ta gắn vô đúng không, nó dư phần Rennie này, thì các anh sẽ là ngoài này là nó sẽ có một cái miếng lông đền nè, đó, zin nó sẽ có một miếng lông đền, sau đó là nó là sẽ tới một cái khâu có khía như vậy. Thì không những Vespa mà kể cả Honda hay dòng xe tay ga khác, là cái nồi ở phần ngoài Rennie này các bạn phải để ý nè. Nếu như chúng ta bỏ cái này vô mà cái phần Rennie trong dên á nó lú cái gờ cao hơn cái này thì chúng ta đừng bắn, vì các bạn bắn cái này cái là nó sẽ tà cái đầu này đó. Lúc đó ở đây mặc dù có một miếng lông đền, nhưng mà cái lông đền này đường kính của nó bằng phần ren, cho nên nó phải đè tì lên mặt đầu cốt dên. Thì lúc này các anh em làm sao á mà mình chim cho cái dĩa nó đi ra ngoài, thì có hai cách chim mình cũng sẽ chia sẻ luôn. Cách chim thứ nhất để cứu lại trường hợp này, thì các anh em mình sẽ chim vô đây giùm mình một miếng lông đền, chim vô đây một miếng lông đền, và miếng lông đền này phải chắc chắn là nó nhỏ hơn cái đường kính của cái mâm này ha, lọt lòng. Và đồng thời cái lỗ trong của nó là không được quá rộng hơn so với cái cốt này, phải vừa bằng y vậy nè, vừa bằng đường kính vậy nè. Đó, các anh để đây, rồi sau đó các anh mới để cái mâm này lên, để cái mâm ngoài này lên, rồi tiếp tục thì các anh mới để cái này vô. Rồi nếu như để cái này vô rồi, cái phần nhông này nó đã cao hơn cái phần cốt, thì chúng ta hãy bắt đầu bỏ lông đền lên chúng ta bắn. Và trong trường hợp, có một cái trường hợp nữa nó sẽ xảy ra, là nếu như mà cái
phần ác này cái anh chim lông đờn á nó bị quá rộng thì cái dây cura nó sẽ rất là mềm. Ở đây nè, khi mà mình nổ máy mình chạy mà nó mềm á thì mình sẽ phải lấy luôn cả cái cụm chén bi này nè, mình lấy luôn cái cụm chén bi ra ngoài à, và mình chêm cái miếng lông đờn này nằm đằng sau lưng cái miếng sắt á anh em, có nghĩa là mình chêm đằng sau lưng cái miếng sắt này luôn để mục đích là nó đẩy hết nguyên cái hệ nồi này ra ngoài. Và các anh lưu ý vậy nè, là cái miếng lông đờn mà các anh lựa mà để chêm á là nó lúc nào nó cũng phải vừa bằng đường kính của cái nhông này mới được nha. Là mình sẽ chêm cả cụm nồi ra ngoài thì nó sẽ bóp chặt dây của ra đó. Còn nếu như mà chúng ta chêm ở phần sau lưng cái mặt này mà nếu mà nó không làm trùng dây của ra thì vẫn được nha các bạn. Đó cho nên là đây là một cái lưu ý mà rất là nhiều anh em gặp phải để mà dẫn cái tình trạng là tuôn đầu dên là phải chẻ máy đó anh em. À, sau khi anh em ráp xong á, anh em nổ máy thử á, thì anh em tháo ra anh em thấy cái độ dùng dây của ra này có độ mềm á thì nó được. Còn nếu như mà nó quá căng á, quá căng có nghĩa là cái này nó quá hẹp á, thì anh em mới để lông đờn ở giữa. Còn nếu mà trường hợp mà nó quá lỏng, nó quá trùng thì anh em để lông đờn ra sau dắt. Và ngoài ra anh em cũng quan tâm lưu ý luôn, xe mà mình muốn đề ba cái giọt á thì các bạn canh làm sao mà cho cái dây cura nó lên bằng mặt này nè, thì lúc đó là tâm điểm của cái đằng trước á, cái nhông này nó sẽ nhỏ và cái dĩa này nó lớn, thì lúc này mình sẽ đề ba rất là bốc. Còn nếu như mà anh em đã hạ cái đổ đây rồi mà dây cura này nó không vô được nữa, nó dướng ắt rồi, thì có nghĩa là lúc đó nó sẽ không lên được mặt này nha các bạn. Cho nên là lưu ý, chứ không phải là lúc nào mình làm là nó cũng lên cái mặt này đâu, tại vì nó còn liên quan tới đường kính của tâm ắt. Thì hiện tại xe này mình đã kiểm rồi là cái mặt dây cura bên trong này nó đã đụng tới tâm ắt rồi, cho nên là không thể nào mà vô nữa để mà lấn cái dây cura lên đây, có nghĩa là nó đã vô tới tâm nhỏ nhất rồi các bạn. Còn trong những trường hợp khác thì có những trường hợp chúng ta chưa vô được tới tâm, thì lúc này chúng ta sẽ ăn gian thêm để mà làm sao cái độ rộng ở đây nè nó hở ra, mục đích là cho dây cura nó vô tới tâm là được. À, còn đây là cái bộ nồi Vision K44 á, xe Vision K44 nhưng mà cái cụm bố chuông sau á là của AB110. Mình có hai bản nè, bản bố thường với bản này là bố carbon nè. Thì cái này là bản bố carbon các bạn. Đây là bộ nồi mình nghiên cứu, mình trải nghiệm thử một năm nay ha. Thì bữa nay mở ra kiểm tra lại, em đưa cái bút lòng. Các bạn nhìn cái độ mà tăng tỷ số truyền của nó này, cực kỳ nhanh. Và đi hết hành trình dây của ra nha các bạn. Mình gạch ra, mình gạch đen dấu nè, hai dấu nè, ba dấu nè, gạch nhiều cho các bạn thấy luôn, bốn dấu nè ha, gạch full nó là ha. Rồi anh lên thử đi. Sẵn thì mình giới thiệu luôn bộ nồi K44 bên mình, cái version mà chuyên dụng cho những xe mà dặn tăng tốc lẹ luôn á. Xe này dặn lên 80 lẹ đó các bạn, dặn cái là tới 80 liền á. Có nhiều xe Vision này bộ nồi nó chạy thời gian nè, mấy bộ nồi zin này nè chạy thời gian nó mòn bố nó yếu á, nó chạy khoảng sáu mấy km giờ nè, thấy không? Dấu hiệu trượt bố nè, đây là một trong những bộ mà bị dăng mở bò ra nè, trượt nè các bạn thấy không. Thì cái bộ này chạy có chừng 60 km/h. Cái thứ hai là hành trình tỷ số truyền của nó được khoảng chừng giỏi lắm là chừng 80% là mừng rồi nè, 80% thấy không. Rồi bộ này của mình là full 100% luôn á. Rồi em thử đi. Rồi dạ, rồi lại cái nữa. Các bạn thấy không, cái gia tốc nó thay đổi tỷ số truyền rất là lẹ. Rồi tắt em. Rồi giờ mình sẽ kiểm cho các bạn coi nè, không còn một miếng nào luôn. Em quay thử không, em quay em tìm mực đây, mình thấy không, không còn một dấu mực nào luôn. Thấy cái mực nhôm bóng ha, mặt nhôm nó đi hết luôn á. Dạ, có nghĩa là đi hết 100% hành trình luôn đó. Thì đây là bản Vision K44 gắn bộ nồi cụm bố sau của AB110 bên mình, đề ba cực kỳ lẹ các bạn. Mình không dám làm mạnh nữa, nếu mà đi bản này mạnh hơn nè, do là cái bánh này dặn cái nó toàn sấy bánh không à, cho nên là nhiều khi nữ đi nó rất là nguy hiểm. Nếu mà xe nào mà thắng hổn cái dặn cái giật mình bóp thắng là té liền á, cho nên là mấy bộ nồi này cái trọng lượng Vision này nó nhẹ cho nên mình làm tới đây thôi. Chứ còn nếu mà cái bộ này của mình là chạy cái lực nó còn tốt hơn nữa, đo trên dyno là cái này nó hơn tới xe này thời điểm đó mình nhớ là xe này nếu mà gắn cái này vô á là nó hơn 2 HP. Các bạn nghĩ đi, chiếc xe này có nhiều HP đâu mà gắn cái này tăng gần 2 HP các bạn. Nó bám, nó ma sát này, các bạn nhìn bề mặt chuông nó ăn rất là đều, bố chuông ăn rất là đều không. Còn cái này là nó tăng khoảng 1.2 tới 1.5 HP là thấy mạnh lắm rồi đó, tại sát xe nó nhẹ. Hiện tại thì nồi Motorcycle TV qua hơn 2 năm lưu hành trên thị trường á là mình đã trải qua rất là nhiều bản cải tiến rồi các bạn. Có những bản cải tiến là mình có công bố, nhưng mà có những bản cải tiến thì mình vẫn thầm lặng mình làm. Ví dụ là đây là quá trình mà mình scan lại một cái mẫu để làm bằng máy tiện thủ công, có nghĩa là gia công mọi thứ là bằng thủ công hết, tất cả số liệu. Sau đó là mình scan lại để mình lấy bản vẽ, và sau khi mà có bản vẽ chính thức của cái mặt gia công á
thì mình cho tiến hành, các bạn thiết kế sẽ tiến hành là vẽ 3D lại cái sản phẩm hoàn chỉnh. Sau khi vẽ 3D xong thì mình, nếu cần thiết thì mình sẽ in nhựa ABS để làm bản mẫu để mà mình đo kiểm các thông số. Và cuối cùng là mình sẽ cho nó chạy giả lập trên phần mềm để mà kiểm tra sức bền của vật liệu, chọn loại nhôm cũng như là chọn phương án để bắt đầu làm khuôn. Thì với cái bản hiện tại là mình đã gia công được cái version bằng máy CNC hoàn toàn 100%. Thay vì lúc trước á, là kết hợp giữa máy tiện và máy CNC, máy phay, thì bây giờ là 100% công đoạn mà mình gia công cái đế nhôm là bằng máy CNC. Và sắp tới thì với cái việc phát triển của công nghệ được hỗ trợ từ các đơn vị đối tác thì Motorcycle TV sẽ tiến hành là làm khuôn, đúc sản phẩm ra thị trường, có thể là dự kiến trong năm 2023. Nhưng mà với cái bản mà CNC trên cái phôi zin á thì mình cảm thấy là nó cũng đã đạt chất lượng và hiệu quả được khoảng 95% so với cái nhu cầu mong muốn của bên mình rồi. Còn cái việc mà làm khuôn chẳng qua là để cho cái sản phẩm nó trở nên đẹp mắt và nó đúng thật sự là 100% sản phẩm do Motorcycle TV sản xuất. Đây là quá trình mà chạy trên cái máy phay để mà lấy mặt lục giác á các bạn. Thì các bạn thấy là tất cả mọi thứ đều được lập trình và chạy bằng vi tính chứ không có chạy thủ công bằng tay như những cái phiên bản trước đây nha các bạn nha. Còn đây là cái phần khuôn đúc nén sau khi mà thiết kế xong với lại lên phay 3D á, thì bên mình in bản nhựa xong rồi tiến hành làm khuôn. Thì cái này là khuôn có hai mặt đế nhôm bao gồm là cánh quạt và chán bi nha các bạn. Có nghĩa là mình làm hai khuôn luôn. Còn có thể là trên thị trường có những đơn vị khác thì họ làm một khuôn cho cái phần chán bi, còn cánh quạt thì có thể họ mua đồ hãng để họ xử lý. Nhưng mà do mình muốn đồng bộ thì mình làm cả hai mặt khuôn. Đây các bạn vừa xem cái quy trình làm cái nồi này bên mình đúng không? Vừa xem. Các bạn nhìn nè. Cái này là tay mình đụng dơ luôn nè, dơ luôn nè các bạn. Nó vẫn bóng. Nhưng mà cái bóng này nè, các bạn nhìn kỹ nha, là nó không thấy những cái dấu sọc như là trên máy tiện thủ công chạy. Nó không thấy dấu sọc và nó bóng lưỡng luôn các bạn. Có nghĩa là nó được chạy bằng máy CNC ở tốc độ cao và cái bóng này nó như một cái đế nồi zin. Cái màu này là y như một cái đế zin sản xuất ra, đúc nén ra xong là họ chạy một bát bằng CNC các bạn. Rất là bóng các bạn thấy không? Bóng cực kỳ. Đó, mình có logo của mình kìa nè, logo này ha. Logo bé xinh xinh thấy không? Đó, cái này là mẫu nè. Mình mới chạy cái logo đó, mình không chạy cạnh này các bạn thấy không? Mới xong nè. Cái file này là file mới nhất nè các bạn. File mới nhất. Và cái file này khi chạy như vậy á, nó khác những cái file ngày xưa ở chỗ này nè. Cái tuổi thọ cái mặt nhôm này nó lâu bị lún và ngoài ra nó không có phá gì của ra. Còn nếu như trên cái mặt nhôm này mà nó có nhiều cái dấu sọc á, cái đường sáng ốc á, thì cái độ sần đó nó sẽ làm cho cái gì của ra của mình mau xuống cấp là một. Thứ hai, cái đường chạy bi này nè các bạn. Mình đảm bảo các bạn khi các bạn mua, các bạn trải nghiệm, các bạn rờ vô cái đường này nè, các bạn gần như là không thấy cái dấu gờ. Vì ở đây nó chỉ khác là khác cái màu thôi các bạn. Còn cái đường này, cái cung này nó đã tiếp tiến với nhau rồi. Vì cái này được xử lý trên máy CNC 30 với máy CNC 50 không các bạn. Là chạy cái phần cung này và cái cạnh này với cái mặt nhôm này là được chạy trên máy CNC nha các bạn. Chứ không phải là mình làm gia công trên máy tiện thông thường. Như các bạn thấy là chạy trên phay máy tiện. Thì mình công nhận là cái model cũ của mình á, những cái version cũ, version 1, version 2 á, cách đây 1 năm á, thì cái phần mà chạy cái lục giác này nè, chạy cái lục giác này nè, là được chạy trên cái máy phay CNC. Cái rảnh này được máy CNC, nhưng cái mặt này là mình chạy trên máy tiện, máy tiện tốc độ cao. Còn đối với cái version này là không còn chạy trên máy tiện nữa. Như các bạn thấy trong clip á, là mình chạy trên máy CNC tốc độ cao á, ha, mình toàn là xài CNC 30, 50 với lại CNC tốc độ cao để mà chạy cái mặt này. Tiện CNC để chạy này. Còn cái máy phay là phay 30 với phay 50 á. Đó. Thì cái máy đó sau này, hiện tại các bạn thấy nó rất là dơ các bạn thấy không? Mà nó vẫn phẳng mịn luôn, nó không thấy cái đường sọc luôn. Đó, còn sau này đầu winner cam mặt đạn nè, đế nồi chống trượt của winner nè, là mình cũng sẽ sử dụng cái công nghệ chạy này luôn để mình làm cho sản phẩm nó đẹp mắt các bạn. Đó, thì đây là cái phần đế nhôm cho các bạn xem. Rồi một lát nữa sau khi có đầy đủ bồn nồi Yamaha này, mình sẽ gắn lại và tiếp tục video. Hiện tại thì cái cụm buli này á các bạn, là khi chúng ta sử dụng lâu ngày á thì những cái zin này nè nó sẽ bị chai cứng do tác động của mỡ bò và của nước rồi của bụi đất vân vân. Nó sẽ chai cứng cái phần này. Thì cái phần này nó sẽ làm cho cái này nó trượt trở nên khó khăn hơn. Cái cụm trượt ở đây nè, nó sẽ trở nên khó khăn hơn là một. Một lát mình phải vô mỡ bò rồi mình mới ép vô ha, giờ mình không ép ẩu được. Cái thứ hai là cái phốt này nè các bạn, nó sẽ không kín. Nó sẽ không giữ được mỡ bò trong này để nó nuôi cho ba cái chốt trượt ở đây. Thì những người đậu nồi người ta có những cái bài để móc cái rảnh này, mục đích là tăng thêm hành trình của cái bu ly này nữa. Thì cái này mình không có làm.
Còn những anh em khác họ làm xe độ, họ sẽ mổ cái đường này ra, họ mổ cái hành trình chạy này ra thêm nữa các bạn ha. Rồi thì mặt bu ly ở đây thì chúng ta cần phải thay phốt rồi vô mỡ bò cho nó trơn tru nhẹ nhàng ha, cho nó nhẹ đoạn này rồi để mình gắn cái chốt bi vào đó, mình vô mỡ bò rồi cái mình thả cái này vô là xong. Hiện tại mình đã thay phốt mới rồi. Rồi phốt bu ly của NVX hơi khó kiếm mà các bạn. Còn về cái mặt nhôm á thì mình xin khẳng định các bạn, một lát nữa mình gắn vô mình quay clip cho các bạn xem, là cái mặt nhôm Yamaha nó hoàn toàn đảm bảo đủ hiệu sức để mà chạy full hành trình, rất là đẹp các bạn. Nè các bạn nhìn nè, đây là mặt nhôm của Yamaha Jean, cái độ bóng nó vẫn có những cái sọc, nó vẫn có những sọc sáng ốc, còn cái bộ của mình là nó không có đường này luôn, mình chạy máy ở tốc độ rất là cao đó, thì cái này là nó vẫn còn ha các bạn ha, vẫn còn nè các bạn nhìn nè, vẫn còn đường chạy nè, em thấy không, qua hình thấy không, thấy đường chạy ha. Rồi đây là hàng của FCC luôn các bạn, FCC luôn Jean ha. Đây là cái cánh quạt, đây là cái chén bi Jean chính hãng các bạn, chén bi FCC mặt nhôm nè các bạn thấy không đó. Cái này là không biết là vận chuyển hay cái gì nó bị cấn nhẹ nè, cũng không sao. Thì bây giờ một cái bộ đế nhôm nó, khi mà mình làm bộ này là bao gồm cái gì, các bạn nhìn nè, cái mặt này nó mờ hơn cái mặt này, thấy không, mặt này nó bóng hơn, độ bóng hai cái nó khác nhau, hai lần chạy máy là hai lần khác nhau đó, tốc độ máy đó nó khác nhau đó, nó là hai mẻ khác nhau đó. Sẽ có miếng sắt này luôn nha các bạn, một bộ là bao gồm chính hãng có miếng sắt Ford Bully nè, mình đem về để mình thay nè, mình mua dư, cao su trượt chính hãng nè, Jean chính hãng nè, bi Jean chính hãng nè, bộ bi, em lấy cái cân giùm thầy luôn, lấy cân trong phòng, bộ bi này ắc Jean là ắc Jean ha, full bộ bao gồm ắc nè, chén bi nè, cánh quạt nè, ắc đây, ắc Jean không có cắt gì hết, Jean ha. Mình sẽ đo thông số cho các bạn xem, nếu được em lấy giùm thầy luôn cái thước kẹp nha, cao su trượt với bi, bi Jean đây mình sẽ cân cho các bạn coi luôn, bi Jean cân bi lên cho các bạn xem nè, ngày hôm qua là 24.5-25 gì đó đúng không, bi này có 20g thì có nghĩa là viên bi ngày hôm qua nó được đóng cái lỗi vô đây thêm 4g nữa các bạn đó, viên bi gì này chỉ có 20g nha, thấy không, 20.1 nè đó. Đồ chính hãng là nó đã hiệu quả các bạn, thậm chí nếu bạn nào biết chơi lấy bộ này, các bạn chỉ việc lấy bộ này vớt canh chỉnh đúng cái kích thước của nồi AB là các bạn gắn được cái chén bi này vô AB luôn đó. Đây cho thầy một nè, mình sẽ cho các bạn coi, em lấy thước đo độ luôn cho màn có rồi, hết pin này, đưa thước hết pin bạn, đo cơ luôn chứ sao giờ. Ác Jean là 49 ly mấy, chưa tới 50 ly các bạn, khoảng 49.6 ha, ác Jean nè 49.6. Mình sẽ đo cho bạn xem cái ác tháo xe, cái ác tháo xe, ác tháo xe nó có 48.5, mình thấy coi 49.5, ác này bị cắt rồi các bạn, ác này bị cắt nữa, cắt một ly rồi, 48.5 với 49.5 nè các bạn, nhìn này cái ác này nè, thấy không, nó hở nè, ác này cắt rồi nha các bạn, ác này là cũ bị bùa rồi, bị cắt rồi. Rồi mình bỏ ra ha, hai ác Jean vô nè, Jean bi ngày hôm qua nè, Jean bi ngày hôm qua đóng lỗi nè, Jean bi này 24.5 nè, thấy không, tăng lên là 40.5 đó ha. Rồi cao su trượt đế sắt Jean toàn bộ, bây giờ mình sẽ đo cái độ nghiêng cho các bạn coi. Rồi tiếp tục nè, nè mặt nhôm Jean nè, đây các bạn thấy không, 14.5 gần 15 độ đó, 14 độ mấy đó, nó lệch xíu thấy không, còn đế nồi mà vớt rồi thì nó khoảng 13 năm thôi, còn cái này là hơn 14. À, một cái đây độ của đế Jean là nó không có bằng đế Yamaha, là nó không bằng Honda đó các bạn, khoảng 14 thấy không, thì là nó nhẹ hơn Honda, Honda là 15, và cái độ nhẹ đó đó, cái độ nhẹ đó nó sẽ cho cái hành trình Yakura nó lên tới trên này luôn nè. Giờ mình ráp cho mình cho các bạn xem, rồi ráp đi em. Rồi bây giờ các bạn đã ráp bộ nồi vô rồi ha, mình sẽ thử cho các bạn coi nè, bộ nồi da là không có cần bẻ độ đâu, nồi da là nó đạt hiệu quả luôn, trừ khi nó mớp thì mình mới bẻ thôi,
nó lúng nó mớp thôi. Mình lấy bút mình gạch dấu ha, rất nhiều ha. Rồi Thắng nổ ga lên hết ga đi. Đây đây, dấu mực nè, dấu mực nè, nó còn những cái viền thôi chứ nó không còn ở đâu nữa đó. Đó nó còn những cái cạnh này thôi nè, thì như đây cần gì bẻ độ nè, cái nồi xe nó có như đó rồi, cần gì mà mình phải bẻ độ thêm làm gì nữa. À, nó đạt hiệu quả rồi không, nồi mà nó lên tới cái biên dạng này rồi thì còn gì nữa đâu bẻ độ. Rồi cái này là nồi Yamaha NVX, cái nồi cũ người ta đã làm chỗ khác thì mình gia công cho bạn này, mình lấy cái chuông của bạn mình gia công lại, mình gắn bố ba càng của bên mình. Lò xo trụ thì của bạn là đang có lò xo độ, mình cũng tiết kiệm mình làm lại cho bạn luôn, chỉ là thay cụm đế nhôm trước làm lại bộ bố ba càng, không thay lò xo trụ. Bi cao su trượt đế của bạn, bố của bạn bỏ ra hết, gắn nguyên bộ này vô luôn là các bạn thấy hiệu suất nó đã đạt rồi ha. Video clip này mình sẽ dừng lại tại đây. Nếu các bạn cảm thấy hay, các bạn nhớ like và subscribe kênh, và đừng quên ủng hộ kênh và việc xem quảng cáo. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo. Mình có để cái link Facebook lucio.nguyen.31 ở dưới. Anh em nào có ban xe cộ cần thông tin thì có thể nhắn tin cho mình. Khi nào có thời gian rảnh thì mình sẽ trả lời anh em. Xin cảm ơn.